Thành tựu thập lực bất khả thuyết, giác ngộ bồ đề bất khả thuyết, vào tịnh, pháp giới bất khả thuyết, đắc tạng trí sâu bất khả thuyết. Bồ Tát có thể thành tựu 10 lực của Phật cũng bất khả thuyết. Bồ Tát giác ngộ chân đế bồ đề cũng bất khả thuyết. Bồ Tát vào thành tịnh pháp giới cũng bất khả thuyết. Bồ Tát đắc được trí huệ tạng thâm sâu cũng bất khả thuyết. Đủ thứ số lượng bất khả thuyết, như vậy tất cả đều biết rõ. Đủ thứ hình lượng bất khả thuyết, nên đó thầy đều thông đạt hết. Tuy nhiên có đủ thứ số lượng bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát hoàn toàn biết được tất cả số lượng. Tuy nhiên có đủ thứ hình lượng bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát đối với hình lượng đó thầy đều thông đạt, hoàn toàn thấu hiểu hết. Đủ thứ tam muội bất khả thuyết, đều trụ trong đó trải kiếp số, nơi bất khả thuyết chỗ chư Phật, tu hạnh thanh tịnh bất khả thuyết, có đủ thứ tam muội cũng bất khả thuyết. Bồ Tát trải qua kiếp số trụ ở trong hết thảy tam muội, Bồ Tát ở trong đạo tràng của chư Phật mười phương, nhiều bất khả thuyết, tu hành hạnh môn rất thanh tịnh cũng bất khả thuyết. Được bất khả thuyết tâm vô ngại, đi đến mười phương bất khả thuyết, thần lực thị hiện bất khả thuyết, tu không bờ mé bất khả thuyết. Bồ Tát tu hạnh thành tịnh cho nên đắc được tâm vô ngại bất khả thuyết, hay đi đến mười phương thế giới, giáo hóa chúng sinh cũng bất khả thuyết. Bồ Tát vì điều phục chúng sinh càng cường, nên thị hiện đại oai thần lực cũng bất khả thuyết. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh chẳng có bờ mé cũng bất khả thuyết, đi đến các cõi bất khả thuyết, thấu đạt chư Phật bất khả thuyết, tinh tấn dũng mãnh bất khả thuyết, trí huệ thông đạt bất khả thuyết. Bồ Tát đi đến cõi nước chư Phật mười phương, cúng dường Phật, gần gũi Phật cũng bất khả thuyết. Bồ Tát thấu rõ thông đạt diệu pháp của chư Phật nói cũng bất khả thuyết. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn học tập Phật pháp cũng bất khả thuyết. Bồ Tát đắc được trí huệ vô chướng ngại, thông đạt được tất cả các pháp cũng bất khả thuyết. Với pháp chẳng hành, chẳng không hành và các cảnh giới bất khả thuyết, không thể diễn nói các đại kiếp, luôn đến mười phương bất khả thuyết. Bồ Tát đối với tất cả các pháp, chẳng hành, chẳng không hành, phi hành, phi bất hành. Tại sao? Vì vào tất cả cảnh giới cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát ở trong tất cả đại kiếp không thể diễn nói, luôn luôn du hành mười phương, đến khắp hết thảy thế giới giáo hóa chúng sinh cũng bất khả thuyết. Phương tiện trí huệ bất khả thuyết, chân thật trí huệ bất khả thuyết, thần thông trí huệ bất khả thuyết, niệm niệm thị hiện bất khả thuyết. Bồ Tát có trí huệ thiện xảo phương tiện, tức là quyền giáo, pháp môn quyền giáo này cũng bất khả thuyết. Bồ Tát lại có trí huệ chân thật, tức là thật giáo, pháp môn thật giáo này cũng bất khả thuyết. Tại sao phải có quyền giáo? Vì pháp môn quyền giáo phương tiện, vì thật giáo mà nói, do đó vì thật thí quyền. Trí huệ phương tiện thiện xảo dùng hết rồi, tức là khai quyền hiển thật, chứng đắc trí huệ chân thật cũng là bất khả thuyết. Thần thông biến hóa phải y trí huệ làm cơ sở. Nếu chẳng có trí huệ, điên điên đảo đảo loạn dụng thần thông, chẳng những vô ích, ngược lại còn có hại. Thần thông là bản tánh của trí huệ, biến hóa vô cùng cũng bất khả thuyết. Ở trong niệm niệm thị hiện đến cõi nước chư Phật mười phương để giáo hóa chúng sinh cũng bất khả thuyết. Với bất khả thuyết các Phật pháp, mỗi mỗi biết rõ bất khả thuyết, ở trong một thời chứng Bồ Đề hoặc đủ thứ thời mà chứng nhập. Bồ Tát đối với Phật pháp đều biết rõ khéo vận dụng cũng bất khả thuyết. Bồ Tát hoặc một thời chứng được đạo Bồ Đề, thành tựu quả Bồ Đề, hoặc tất cả thời chứng được đạo Bồ Đề, thành tựu quả Bồ Đề. Đầu lông cõi Phật bất khả thuyết, trong bụi cõi Phật bất khả thuyết, cõi Phật như vậy đều đi đến thấy các Như Lai bất khả thuyết. Nơi đầu sợi lông hiện ra cõi Phật, nơi cõi Phật hiện ra đầu sợi lông, đó là cảnh giới nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi hạt bụi hiện ra vô lượng cõi Phật, ở trong mỗi cõi Phật lại có vô lượng hạt bụi, cũng là bất khả thuyết. Các cõi Phật nhiều như vậy, Bồ Tát đều tùy hỷ đi đến giúp Phật Hoàng Dương giáo hóa chúng sinh, thấy các đức Phật nhiều bất khả thuyết, thông đạt nhất thật bất khả thuyết, khéo vào giống Phật bất khả thuyết, cõi nước chư Phật bất khả thuyết, thầy đều đi đến thành Bồ Đề, thông đạt nhất trần pháp giới, chân như thật tướng cũng là bất khả thuyết, khéo vào giống Phật tương lai thành Phật cũng bất khả thuyết, cõi nước chư Phật mười phương cũng bất khả thuyết. Đương nhiên có nhiều cõi nước, nhưng Bồ Tát đều đi đến thành tựu chánh đẳng chánh giác. Cõi nước chúng sinh và chư Phật thể tánh khác nhau bất khả thuyết, ba đời như vậy không bờ mé, Bồ Tát đều thấy rõ tất cả. Hết thảy cõi nước, hết thảy chúng sinh, hết thảy chư Phật
Thể tánh đều có đủ thứ sự khác nhau cũng là bất khả thuyết. Ba đời bất khả thuyết như vậy chẳng có bờ mé, nhưng Bồ Tát đối với cảnh giới đó đều biết rõ ràng.